Bốn động tác xóa nếp nhăn vùng mắt. Sau tuổi 30 thì chị em chúng ta xuất hiện rất là nhiều nếp nhăn quanh mắt, đặc biệt là những vết chân chim ở đây. Và khi mà xuất hiện nhiều nếp nhăn thế thì chúng ta tìm rất là nhiều phương pháp khác nhau. Có chị em thì chúng ta đi là tiêm Botox cho hết nhăn này, thì có người thì đi tiêm filler, có người thì đi cắt mí, có người thì đi nâng cung mày, có người thì đi cắt vọng mắt. Rất rất nhiều phương pháp khác nhau. Thì thường thường ở đây ấy, dược sĩ Ngà thấy rằng là chị em chúng ta sẽ đi can thiệp những cái biện pháp làm chúng ta rất đau đớn, rất tốn tiền. Thì trong video này ấy, thì dược sĩ Ngà sẽ có 4 động tác rất cơ bản chị em chúng ta có thể làm đơn giản tại nhà thôi. Nếu một nếp nhăn mới hình thành thì em chúng ta chỉ cần làm 4 động tác này thôi thì nếp nhăn của chúng ta sẽ giảm rõ rệt, mà chúng ta không cần phải đau đớn, không cần phải tốn tiền, mà nhiều khi là hại sức khỏe nữa. Vì khi mà tiêm những cái chất đấy vào người thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ hại sức khỏe rồi, đúng không ạ? Trong suốt cái quá trình mà dược sĩ Ngà hướng dẫn điều trị da tại nhà cho khách hàng ấy, thì những cái động tác này thì đã rất là hiệu quả. Ngà đã áp dụng cho rất nhiều khách hàng của mình có hiệu quả rồi. Và sau đây thì dược sĩ Ngà sẽ hướng dẫn cụ thể chi tiết động tác như thế nào để chị em chúng ta dễ làm theo nhé. Cái động tác thứ nhất ở đây ấy, thì chúng ta sẽ dùng lòng bàn tay để làm ấm, sau đó thì làm giãn nở cái vùng mắt lên. Khi mà chúng ta làm ấm ở cái vùng mắt tốt lên rồi thì những động tác tiếp theo mới có hiệu quả. Và tiếp đầu tiên là chúng ta sẽ làm ấm hai lòng bàn tay ở đây, chúng ta bằng cách xoa hai lòng bàn tay như thế này và ma sát hai lòng bàn tay với nhau. Khi mà lòng bàn tay đã tạo ra một cái nhiệt độ ấm rồi thì chúng ta sẽ áp hai lòng bàn tay đấy lên mắt của chúng ta như thế này, sau đó kéo dài sang nhẹ một chút. Đó, chúng ta hãy nhớ làm liên tục 10 lần giúp dược sĩ Ngà nhé. Và bài tập thứ hai đây là chúng ta sẽ dùng hai ngón trỏ để day xoay quanh vùng mắt. Và khi mà dùng ngón trỏ thì xoa tay vào nhau thì chúng ta sẽ làm ấm cái hai đầu của ngón trỏ ở đây. Và chúng ta hãy hiểu giúp dược sĩ Ngà như thế này. Trước khi làm thì chúng ta hãy hiểu rằng là cái nguyên nhân gây thâm vùng mắt là chị em chúng ta trên tuổi 30 thì những cái hệ bạch huyết ở dưới da này nó sẽ rất là tắc. Và tắc đặc biệt là trên hai cái vùng huyệt này và ở dưới cái vùng quầng mắt này có rất là nhiều hệ bạch huyết. Và khi mà chúng ta tắc ấy thì nó sẽ làm da của chúng ta nhăn nheo hơn, chảy xệ hơn, cái vùng mắt chúng ta thâm hơn. Và cái bài động tác này sẽ giúp cho những cái hệ bạch huyết và những cái hệ bạch huyết ở dưới da lưu thông hơn, khí huyết ở dưới da lưu thông hơn, từ đó thì da của chúng ta sẽ giảm nhăn hơn. Và đặc biệt đầu tiên nhé, động tác ở đây là rất quan trọng này, lưu ý chúng ta hãy làm ấm hai đầu ngón tay đó, hãy giơ di như thế này, sau đó chúng ta ấn vào cái huyệt đầu tiên này trước, di huyệt trước là chúng ta xoay quanh vùng mắt, xoay quanh vùng mắt như thế này, được chưa ạ? Rồi, chị em có nhìn rõ không? Đó. Lưu ý là chúng ta khi mà làm động tác này ấy, chúng ta hãy nhỏ một lượng serum vừa đủ trên vùng mắt để bôi trơn, tránh làm sao tổn thương cái vùng mắt này. Và động tác thứ ba ở đây thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ làm nóng lên và làm theo hướng dẫn của bác dược sĩ Ngài nhé. Chúng ta sẽ kéo vào vùng mắt này. Đấy. Và trước khi mà chúng ta làm động tác này thì chúng ta cũng nhớ là bôi serum quanh vùng mắt nhé. Vẫn cái serum quanh vùng mắt đó, được chưa? Và tiếp theo chúng ta lại làm ở vùng dưới tương tự như vậy. Đó. Làm tương tự như vậy, mỗi một vùng trên 10 lần, vùng dưới 10 lần các chị em nha. Rồi, dược sĩ Ngà chỉ làm vắn tắt như thế thôi, còn chị em chúng ta hãy làm đủ số lượng nhá, đủ số lượng lần nhá. Và động tác cuối cùng ở đây là động tác chúng ta xóa nhăn hiệu quả nhất là đây. Rồi, xoa ấm hai lòng bàn tay, sau đó chúng ta hãy giữ ở cái vùng này, được chưa ạ? Ta kéo xuống. Giữ tay, một tay phải cố định ở cái vùng thái dương, ở cái vùng mắt là chúng ta căng nhẹ ra. Vùng này thì chúng ta sẽ dùng ngón tay trỏ để kéo cái vùng lếp chân chim nhiều nhất ấy, chúng ta kéo xuống. Và nhớ khi mà làm cái động tác này ấy, lượng serum ở trên mắt chúng ta vẫn phải lưu giữ lại. Nếu mà hết serum hoặc là bớt rồi thì chúng ta bôi thêm để tránh cái lượng ma sát mạnh ở trên da là làm da mắt chúng ta tổn thương. Được chưa ạ? Và cái mắt bên thì chúng ta làm tương tự. Dược sĩ Ngà muốn nhắc nhở chị em nói chúng ta lưu ý những điều sau đây khi mà chúng ta làm massage vùng mắt như thế này. Tại vì vùng mắt nó là cửa sổ của tâm hồn, nó khiến chúng ta có tự tin hay không, có già hơn chút tuổi hay không là vùng mắt quyết định rất là nhiều. Và lưu ý ở đây ấy, dược sĩ Ngà đã nhắc rất là nhiều lần trong những động tác rồi, chúng ta hãy nhớ là để một cái lượng serum vừa đủ ở trên mắt của chúng ta. Nếu mà chúng ta không làm đúng cách giống như dược sĩ Ngà hướng dẫn ấy, thì khiến cái vết nhăn của chúng ta còn nhiều hơn, làm mắt của mình chảy xệ nhiều hơn. Và ngoài những động tác này ra thì dược sĩ Ngà khuyên là chúng ta sẽ cần có những chế độ sinh hoạt hợp lý và tránh những stress liên tục xảy ra. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ cần có một chế độ ăn uống ngủ nghỉ hợp lý và những cái bài tập nhẹ nhàng để cho toàn cơ thể được thoải mái. Và tiếp theo không quên nữa là chúng ta bôi kem dưỡng vùng mắt và đặc biệt là bôi kem chống nắng bảo vệ toàn khuôn mặt nhé. Chúc cho chị em chúng ta có những cái mẹo bỏ túi làm đẹp thật sự là hữu ích.